Thưa quý vị, vụ việc nâng khống giá thiết bị y tế tại bệnh viện Bạch Mai vẫn khiến cho dư luận bức xúc. Hiện bệnh viện Bạch Mai vẫn chưa đưa ra ý kiến sau vụ việc trên, chỉ biết là vụ việc liên quan đến thời kỳ ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên giám đốc bệnh viện Bạch Mai quản lý. Còn về phía công ty BMS là đơn vị cung cấp thiết bị y tế là những robot phẫu thuật vào bệnh viện Bạch Mai, được biết ông chủ đại diện của công ty này đã nắm giữ pháp nhân tại 3 công ty kinh doanh về lĩnh vực cung cấp thiết bị y tế vốn điều lệ hàng trăm tỷ. Theo đó, Phạm Đức Tuấn sinh năm 1979, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty BMS, bị khởi tố về để điều tra vụ việc liên quan đến hành vi thủ đoạn san dối, câu kết hợp thức các thủ tục để nâng khống lên nhiều lần giá trị hệ thống thiết bị y tế đưa vào hợp đồng liên doanh liên kết với Bệnh viện Bạch Mai nhằm chiếm đoạt số tiền lớn của người bệnh. Theo đó, số tiền các đối tượng chiếm đoạt được xác định lên đến trên 10 tỷ đồng. Ngoài việc đứng đầu công ty BMS, ông Phạm Đức Tuấn còn là người đại diện pháp luật của ba công ty khác bao gồm công ty cổ phần đầu tư Tuấn Ngọc Minh thành lập vào năm 2008 có địa chỉ tại đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Tuấn là giám đốc công ty này với vốn điều lệ là 50 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán trang thiết bị y tế, thuốc tân dược và các thiết bị y tế trong gia đình. Tiếp đó vào ngày 16 tháng 3 năm 2020, với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, Phạm Đức Tuấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Energy and Life Fellow với ngành nghề chính là sản xuất thiết bị dụng cụ y tế phục hồi chức năng. Doanh nghiệp thứ ba mà ông Tuấn đại diện pháp luật là công ty cổ phần Khoa học và Công nghệ mới BMS được thành lập vào giữa tháng 7 năm 2020 với vốn điều lệ là 80 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đăng ký kinh doanh đa lĩnh vực và trong đó có bán các thiết bị y tế Trước thời điểm lãnh đạo công ty này bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 9, trong các ngày 20 và 21 tháng 8, công ty BMS lần lượt trúng hai gói thầu, gồm gói cung cấp bổ sung vật tư cho phẫu thuật các chuyên khoa năm 2020 của bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với giá là 1,9 tỷ đồng và gói mua sắm trực tiếp vật tư y tế cho bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái với giá gần 1 tỷ đồng. Vâng, một điều đáng chú ý chỉ riêng ngày 23 tháng 4, công ty BMS đã trúng 3 gói thầu mua sắm trang thiết bị, phương tiện để phục vụ phòng chống dịch COVID-19 của Sở Y tế thành phố Hải Phòng với giá trị các gói từ 3 tỷ cho đến hơn 8 tỷ đồng.